Phục sinh, cuối sinh, pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, trước trần lao đạo quả viên thành, lục căn vô sanh, ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho cuppadipanno bhagavato sāvakasaṅkho nyāyappadipanno bhagavato sāvakasaṅkho sāme cuppadipanno bhagavato sāvakasaṅkho yadidaṃ cattāri purisa yugāni anta purisa bhukkala esa bhagavato sāvakasaṅkho. Ao này vô bảo này vô đặc khi này vô anh cha li ca ra ni vô anh non ta răng bồ nhắc thế tăng lô ca sa ti. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niệm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Na thiệt mê sa ra năng an nhân sằng cô mê sa ra năng qua răng ê tê na sa chá qua chê na hô thú mê chê dập măng gạ lăng tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh tự giác thay giác nguyện hành từ đây. Ô tập mang ghê na văn đê hăng sang thành cha đô vi thô tập mang sang thề vô khá li tô đồ sô sang khô ôm. Sa mà tu tăng mạc măng gieo năm vót tội gầy tâm sáng, những lỗi lầm ngã mạng kêu bối xin chư thánh hiền tăng, con hành tinh tận tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đánh lễ từ ân bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi Tha Bà, nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh Bồ Đề mời phương thiên chúng hội về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động Phật cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càn Tắc Bà, Long Vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước thiên bờ hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni khai thị độ chúng sanh. Thammasavanakalo ayam phadanta, Thammasavanakalo ayam phadanta, Thammasavanakalo ayam phadanta. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Chúng sanh cầu an lạc, luôn mở rộng lòng từ, làm lành xa ác tánh, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn người tại kỳ viên tịnh xã của chân giả cấp cô độc gần thành Xá Vệ. Khi đem gần mãn có một vị trời dung sắc thù thẳng, hào quang diêu diệu, sáng tỏa kỳ viên, đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Cung kính bạch Phật bằng lời kệ rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Kính xin Ngài bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy, không gần gũi kẻ, thân cận bậc trí hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng từ tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng.
Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Cung kính cùng khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thiền định sống phàm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai đức vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì bà Lưu Thị Anh được an lành tịnh lạc. Từ bi kinh, người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không ruộng ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chế, nguyện thế bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, đồng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mộng ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Từ bi giới cùng khóc, cả thế gian khổ hải, trên giới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai sở ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Linh Bảo Kinh. Banithanato bhathayatathayatasarasaparamiyo dasa upaparamiyo dasa paramathaparamiyo banjama aparichageti so chariya bhajjimapavegapavakantin jatinaphinikamanang bhathanachariyam bodhibalang kearavijayam sabbanyutanyana padivethang navalokotarathamme tisambe bhime bhuttakune avanchin tuave saliyati subhakarantare sutiya maratin paritang karonto ayasma nanda thero yakaronya chintang ubhattavetoam Cô tê sa ta sa ha se su cha ka wa le su de wa ta ya sa nang ba di khan han di yan cha we sa li yang pu re ro ga ma no sa do pe ka sang pu tan te vi thang ka yang ke pa man ta ra ta be se ba re tang tam Pa na ma he. Chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh. Như tôn giả Ananda đã suy tưởng đầy đủ các công đức của Phật từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác là tu mười pháp parami, mười pháp upaparami, mười pháp paramattaparami, năm pháp đại thí, tư cách chứng quả chánh biến tri trên bồ đoàn, chuyển pháp thánh,
Suy tưởng xong rồi, tôn giả Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trọn đủ ba canh tại trong ba vòng thành Vesali. Tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh oai lực kinh Paritta. Kinh Paritta đã làm cho ba điều bất lành là bệnh tật, phi nhân và sự đói khát trong thành Vesali được mau tiêu diệt. Xin chư thiên lắng nghe. Nay chúng tôi tụng kinh Bà Rích Tá ấy. Dạ ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe tập bê vô phu ta sa ma na phu văn tu a thô bi sa ka ya su nan tu pa si tăng. Tasmai phuta nisa me tasambe me tang karo thamma nusiya bacha yadi wa charato jaranti ye palin tasmai ne rakkata appamatta. Phàm ở cõi đời này có như thiên hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sanh tâm quan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Yang kinh chiếc vị tăng y thầu hòa ủ răng hoa sạc kề su hoa yang rất tân năng bà ni tăng nà nô sa măng thi ta ta gà tê ni đầm vi vô đế rất tân năng bà ni tăng e tê na sa chê na su hoa thi ô tu. Hãy chú tâm suy niệm, khởi lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường. Hãy phát tâm ăn cần hộ trì những người ấy. Kha nhận quý ra gần mà tăng bà ni tăng giá đạt chất ga sập cho mô ni sa ma hít tô na tê na thâm mê na sa ma thị kinh chi đâm bí thâm mê ra tăng năng bà ni tăng e tê na sa chê na su hoa thị ô tu. Phàm những tài sản gì đời này hay đời sau hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên thiên giới không gì sánh bằng được với Như Lai thiền thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Yam buddha se tho bhagi quan na ye su chin sama thi ma nan ta ri can nya ma o sama thi na te na sam bo na ve cha ti dam bi dam me ra ta nang ba ni ta nghe te na sa che na su wa thi o tu. Ly dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy chính chánh pháp là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ye bục ga la ng tha sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni ju ga ni hôn tu te đắc khi nay ya su ga ta sa sa wa ca. Ete sudinani mahaplani dambisang ke ratanang banitang ete na sanche na suwak thi ô tu. Thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ye sum bayonta manasa dana na ne kamino go tamasa sanam hite bhati bhata matang vigaya latha mukhane putin punchamanai dam visanghe. Ratanam vane tang ete na sanche na suvat thi hộ tôn. Các vị lòng thiểu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy vô tham ác, đạt được quả vị thế nhập đạo bất tử, liễu ngộ được dễ dàng an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Dạ thình đặc khỉ lô bất thảo si ya chư tục thi hoa tê phi sam ba cam bi yo tu thu bu mang sap pu ri sang wa da mi yo ariya sacca ni yo ve cha pa sa ti dam bi sang te rat nang ba ni tang e te na san che na su wa thi ho tu bi như cột trụ đá khi với tựa lòng đất,
dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân, liễu ngộ tử thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ye ariya sacca nivipa vajanti gampi rapanye na sude sita nikincha vite hom tu pusap manta na te po wang atamamadi yanti idam pisang tehem Ratanang vanitang ete na sanche na suvat thi hồ tôn bậc thánh Tu Đà Phật thấu triệt lý thánh đế mà Đức Thiên Nhân Sư có trí tuệ thầm thông đã thuyết dạy toàn thiện. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Saha vasadasana sambada yataya sutamma jahita puvanti sakka yadin tivichi kinchi tam chasi labba tangwa vijadati kinchi chatuha baye pamutom Chacha vintana niya phambo ka tung idam visang te ratanang vinitang ete na sanche na suvat thì hồ tu nhờ viên mãn chính trí đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đọa sử, các ngài không còn tạo sáu bất thiện trọng nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Kinh cha bi so cầm măng thắc lô ti ba bắc căn ta về na qua chao đất chế ta sa hoa phật bồ so ta sa bà đình cha ta dạ phẩm bà ta nên tha bà đa sa bồn ta y đâm bi sang thế em ra na năng bà ni ta ngay tệ na san chế na su quát thì hồ tu bậc thánh Tu Đà Hoàng dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề khuất lấp được xứng danh thuần thiện bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Và nam ba gum bê ya tha phô si ta ghê ghê ma nam ma se ba tham ma s minh ghê mê tu thu ba măng tham mô và lăng a đê sư yê niết ba na ga miên ba ra măng hi ta di đâm vi bù đê ra ta nang ba ni ta nghệ tê na san chê na su vật thì hồ tu Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tình lạc và thù thẳng lợi ích chúng hữu tình ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Và rô và răng nhô và ra đô và ra hát rô và nôn ta rô thầm mô và răng à đề sư di đâm biết bồ đề ra tà năng bất ni tăng hệ tệ na sanh chê na su vật thì hồ tu Đức Phật bậc cao thượng liều thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Khi năng bố ra năng là hoàng na thi sâm phá hoàng vi ra tờ chỉ ta ya ti kê phá hoa sư linh đê khi na thi cha vi rôn hi chân đa niệp bằng ti thi ra ya tha yam phá đi bôi đầm vi sẵn thế em. Ra tờ năng bà ni ta nghệ tệ na san chê na sô vật thì hồ tu nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư nhàm chán trong sinh hữu tương lai, các chủng tử đoàn tập tham muốn đã diệt trừ bậc kỷ chứng niết bàn. Ví như ngọn đèn tắt, như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni sama gat ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha gat tăng đề quốc mình đô sa phu chi tăng bồ đăng nam ma sa ma tu wa thì hồ tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ Đức Phật thì hiện độ chúng sanh được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc.
Ya ni ta phu ta ni summa ga ta ni phum ma ni wa ya ni wan ta li khe ta tha ga tang de wa ma no sa phu ji tang tham mang na ma sa ma su wa thi hô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wan ta li khe ta tha ga tang de wa ma no sa phu chi tang sang kang na ma sa ma su wa thi hô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phật lực kinh. Ma vương biến ngàn tay, cầm khí giới đủ loại, cởi voi mê kha lá, với vô số binh ma vang rền như sấm động, bước chiếm đoạt bồ đoàn. Phật dùng bố thí độ cảm hóa đại ma vương, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoa a la quát cá, hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, suốt đêm trổ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật dùng nhẫn nại độ cảm thắng thần Dạ Xoa, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Voi Na La Ghi Rí bị phục rượu uống say, khủng khiếp như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bạo khí. Phật dùng từ bi độ cảm hóa voi mê cuồng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Angulimala, một sát nhân tinh nhuệ giết người chặt ngón tay, kết làm càng đeo cổ, cầm gươm đuổi giết Phật, lộ trình ba do tuần. Phật khai triển thần thông cảm hóa người hiểu sát, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ Chinh Cha dùng cái tròn giả dạng như phụ nữ mang thai để vu oan Đức Phật, dùng năng lực chánh định Đức Phật với người nàng giữa đạo tràng thỉnh chúng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Chặt Cả, người chốt sự thật ngã mạn và kiêu căng, tự phụ đại thông minh, tự cao như khột phượng, thật ra như người mù, Phật dùng trí tuệ độ cảm hóa cái cuồng si, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nando Bananda, trồng chúa đại thần lực, chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông thị uy với Phật và thính chúng. Đức Phật dạy trưởng tử tôn giả Mục Kiền Liên biến hình thành long vương, cảm hóa rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại Phạm Thiên Bát Cá có hầu quán chiếu diệu, nhiều quá lực thần thông, chấp kiến và chấp ngã, tự phụ có đức hạnh, thuần tịnh không ai bằng. Phật khai triển thần thông cảm hóa trời Phạm Thiên, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Người thiện căn hiền trí ngày và đêm tinh cần trì niệm tám Phật lực, tránh khỏi mọi tai ương, phúc duyên thường tăng trưởng, Phật đạo được viên thành. Kinh Giải Thoát Di Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sapapasaka nang kusalasu vasambada sacittapariyodapa nang etang buddhana sasanang. Không làm điều ác, thành tựu hoàn lành thanh tịnh tâm ý ba đời Phật dạy. Khanh ti bát đập măng tháp bồ tị tích kha ni ba năng bát đập măng quả năng tị bút tha ni bắp bạch chi tô bạc ru bạc kha ti sâm nô hô tị bạc răng quỷ hê tha chân tô. Nhẫn nại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu bác hoa đô, anu bác khá tô, ba tí mô khê, chà sân quá rô mát tanh, nhú ta chà phát tà sư miên bán tanh, chà sà dì nà sà năng, à tì chít tê chà a dô hô, ê tăng bô thà, nà sà sát năng.
xuất gia không nghiệp hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời kêu Phật dạy. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bướng gốc rễ tội ác và tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tam hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ quan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay qua đời. Dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh hạnh từ bi vẹn toàn. Còn đạo tràng xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp di thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho, thấy đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư vật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sinh, đồng nương chánh pháp quang minh trăng tuyền, tĩnh tâm giữ vãn một niềm, buông bộ phúc huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Y đăng quá tâm mê bồ nhân à sa quốc khả già quá hằng hồ tu bút thô à hằng bồ thà dít sa mút tô à hằng bồ chá rê bá rê tình nô à hằng ta ra dít sa mít sang sa rô khá mà học phát gia. Nguyện phước báu do đạo tràng đã tạo, xin chia phần phước này đến cụ bà Lưu Thúy Anh 80 tuổi, đường lầm trọng bệnh, được thai hòa nạn khỏi, tật bệnh sớm được tiêu trừ. Khoan kinh cầu an đến đây xin được chấm dứt. Mời sinh nhật Quỳnh Quang Hỷ thay mặt đạo tràng chia phần phước này đến cụ bà. Xin mời sinh nhật Quỳnh ha. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt gia đình của cháu Nguyễn thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ mở khóa kinh cầu an để chiêu phước đến bà Lưu Thị Anh. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn Sích Đơ Men của Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh thành tâm chia quả phước mà đạo tràng chúng ta đã tạo được đến với bà Lưu Thị Anh. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, xin chia đến bà Lưu Thị Anh quả phước này, tai qua nặng khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, xin chia đến bà Lưu Thị Anh quả phước này, tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước
hay là hôm nay xin chia đến bà Lưu Thị Anh quả phước này, tai qua nạn khỏi, đủ đầy an vui. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con cầm mít đảnh lễ đạo tràng để ngài nghỉ ngơi chút xíu ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Quỳnh mến chào Duyên, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Hồng Thị Kim Nhung, kính chào Xích Thiên Vũ, kính chào Xích Nam Men, kính chào Tri Túc, kính chào Xích Kim, mến chào Trang Thư, kính chào Nắng Chiều, mến chào Thi Lâm, kính chào Huyễn Mộng, kính chào chị Meta. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ sư có dùng nước được chưa? Rồi chưa bà sư? Nếu mà sư dùng nước rồi, con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp cú kinh số 278. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 278. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được đón chào Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Meta, Sĩ Quyển Mộng, Sĩ Tì Lâm, Sĩ Trang Thư, Sĩ Cộng Nhật, Sĩ Kim, Đạo Hữu Năng Chiều, Đạo Hữu Tri Túc, Sĩ Tờ Men, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, Đạo Hữu Thiên Vũ, Sĩ Kim Nhung, Đạo Hữu Tâm Hạnh, Sĩ Duyên, Cô Tu Nữ Tự Duyên, lòng cuối cùng. Kính chúc quý vị một ngày được an vui, một đêm an lạc. Rồi, chúng ta đã mất khoảng nửa tiếng rồi. Bây giờ 5 giờ 13 phút đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 276 chỉ khác có một từ. Quý vị quan hỷ nha. Chỉ khác có một từ, đó là đúc khà tí hay là chữ đúc khê. Đúc khê, đúc khá. Đó là một cái từ. Tất cả các hành sabbe sankhara, tất cả các hành dukkha tí, như vậy là đau khổ, được gọi là đau khổ. Dukkha, dukkha rồi cộng với ý tí, như vậy gọi là khổ. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có một từ dukkha trong bài học này thôi. Hoặc là chữ dukkha trong đau khổ. Nhiều đau khổ, ở trên là nhiều đau khổ, ở dưới là trong đau khổ, hoặc là trên đau khổ. Định sẽ cất ở trên là chủ từ số nhiều. Và như vậy thì chúng ta đã học 277. Các hành là vô thường, ở đây các hành là đau khổ. Các hành là đau khổ. Với tuệ quán thấy vậy, giống hệt câu 277 Yada Banya Yapasati, giống hệt nhau ha. Rồi đau khổ được nhàm chán, tức là Athanip Bindati Dukhe. Nip Bindati tức là cái động từ nhàm chán ha, từ bỏ hoặc là ngán, nghĩa là mình thấy ớn lạnh á. Thì chữ Nipindati. Rồi Esamaku Isotija, đó là con đường thanh tịnh hay là con đường duy nhất. Esamaku, duy nhất một con đường đưa đến thanh tịnh. Như vậy thì câu Phật ngôn này chúng ta đã học qua câu Phật ngôn 277. Thì chẳng có cái từ nào khó khăn, chỉ có một từ Dukkha, Dukkha tí, Dukkhe.
chỉ có sự khổ đau trong này mà thôi. Thì với câu Phật ngôn này, sự khổ đau chúng ta thấy trong đạo tràng chúng ta này, không có nói gì người ngoài ha, mà chính trong đạo tràng của chúng ta này, đi vô đạo tràng này bị rớt mạng nè, rồi té lên rớt xuống này, đó cũng là đục đục kha ha. Và mới nói đục kha cái có su kha vô nữa nha ha. Đục kha nói đau khổ là có đục kha xuất hiện liền ha. Rồi như vậy thì trong cái sự sinh hoạt của chúng ta, cái gì mà làm cho chúng ta trái ý nghịch lòng, làm cho chúng ta buồn rầu sầu khổ, thì cái đó là đục kha. Mà đục kha đó giống như sư Kim Nhung mà vô cái room này, vô cái chùa ở trên trời này là cả một vấn đề ha. Đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa, té lên rớt xuống cũng cố gắng để mà vô. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy khổ đau không, hay là đau khổ. Vô cái room này khó khăn như vậy thôi, tắt đi. Ở Việt Nam giờ này là ngủ sướng lắm, nhưng mà Trích Kim Dung vượt qua đau khổ để đến với cái chùa ở trên trời này. Chúng sanh đều đau khổ hết à. Nói như vậy cho anh thấy ở đây Trích Kim Dung mà hôm nay đau khổ nhiều à. Chạy vô rồi lấy trớn chạy ra, rồi chạy ra rồi lấy trớn chạy vô, cái đó mới là đau khổ. Trích Nhật Quỳnh mới có 10 lần, nhưng mà Trích Kim Nhung thì có nhiều hơn Trích Nhật Quỳnh ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Sabbe sankhara dukkha tijada panya yapassati, một lần hai câu ha. Sabbe sankhara dukkha tijada panya yapassati. Sabbe sankhara dukkha tijada panya yapassati. Một lần hai câu để bổ sung ý nghĩa với nhau. Nếu mà chúng ta phân tích thì phải có cái này với cái kia mới gọi là phân tích. Một câu thì chúng ta cô đọng quá, nhưng mà phân tích một lần hai câu để có một sự so sánh, và hai câu này ý nghĩa nó bổ sung cho nhau. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy tức là trong sự đau khổ mình phải sử dụng trí tuệ để mình thấy sự khổ đau đó như thế nào. Đó, hai câu nó bổ sung nhau, quý vị thấy nó xúc tích không? Đầy đủ ha. Sabbe sankhara dukkha tijada panya yapassati. Vậy thì với tuệ quán thấy vậy, thấy như thế nào mà quán thấy vậy? Câu trước bao nhiêu từ, câu sau bao nhiêu từ, quý vị quán như thế nào? Câu trước mà bao nhiêu, đây là thể thơ bao nhiêu chữ? 88 mà 16 chữ ha. Đó, chúng ta phải thấy như vậy để rồi cái giọng đọc của chúng ta mới ổn định nhé. Chứ bây giờ với tuệ mà bây giờ mình quán thấy như vậy mà thấy sao? Bên 89, bên 98 thì như vậy cái đó gọi là tệ ha, chứ không phải là tuệ. Chúng ta phải hiểu đây là một thể thơ bao nhiêu từ. Và với thể thơ này, trong những từ này bao nhiêu trường âm, bao nhiêu đoạn âm không thèm nghe ha. Đó, thế khi dễ đến cái độ không thèm nghe, ủa 22 rồi cái 11 là sao? Rồi bây giờ mời Sister Man không thèm nghe thì bây giờ lên phân tích để cho bà con nghe nè. Câu 1, câu 2 phân tích làm sao? Mời Sister Man. Ủa sao nó không nghe? Rồi nó nghe thì cái này phải giải tỏa chứ. Alo, Sister Man, câu 1, câu 2 phân tích làm sao? Trường âm, đoạn âm để cho người ta họ biết đây là trường âm phải đọc dòng dài. Còn nếu mà đoạn âm thì phải đọc dòng ngắn. Rồi, xin mời. Alo. Dạ thưa sư, cho con xin
phân tích câu 1 và câu 2 của câu kinh Pháp Cú số 278. Sắp bê sang nà ra đúc khà ti gia đà bằng nhà gia bát sa ti sắp bê sang khà ra đúc khà ti gia ti gia đà bằng nhà gia bát sa ti. Chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bê là trường âm thông thường, chữ sang là trường âm nhấn, chữ kha là trường âm thông thường, chữ ra là trường âm thông thường, chữ đúc là trường âm nhấn, chữ kha là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm. Câu này thì có 8 từ, 1 đoạn âm và 6 trường âm. Trong 6 trường âm đó thì có 3 trường âm nhấn và câu này có 8 từ, 1 đoạn âm và 7 trường âm. Trong 7 trường âm đó thì có 3 trường âm nhấn và 4 trường âm thông thường. Câu 2 là giá đa băng, chữ giá là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ băng là trường âm nhấn, chữ nha là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và câu này, câu 2 thì có 8 từ, 4 đoạn âm và 4 trường âm. Trong 4 trường âm đó thì có 2 trường âm thông thường, 2 trường âm nhấn. Và con xin nói thêm là cả câu này đều không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Alo, 123123. Mr. Man phân tích thì sao mà chỉ có ông mình Sĩ Nhật Quỳnh tặng bông tặng hoa, còn bao nhiêu là coi như là ngồi vỗ tay không hả? À, cô tu nữ Thị Duyên hả? À, hôm nay Sĩ Kim kẹo à. Mấy bữa trước Sĩ Kim là coi như là rộng rãi, phóng khoáng lắm, bông hoa cả chùm mà bữa nay trời ơi, ba cành hoa là muốn tàn rồi, chán chưa? Người ta bông búp búp đẹp quá trời, xích kim này bông nó tàn, chắc đi lượm đâu à? Hay là trên bàn thờ có nhà héo rồi cái lật đật lấy xuống có ba cành hoa mà thấy muốn tàn luôn. Wow, ơi sa thủ Sister Man buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, thôi mời xích kim lên cho đỡ buồn ngủ. Phân tích có giống như là Sister Man không? Rồi phân coi mình đã nhận được bao nhiêu cành hoa nè. Alo, Sister Kim. Câu chuyện ở trong quyển nói rằng Sabbe Sankhara Dukkha Tijada Panya Yapasati. Đó là chuyện trong quyển á. Xin mời. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trạng vừa mới vô nghe sư đọc kinh cầu an cầu siêu, nghe con ngủ luôn. Như con mệt quá sư, con biết tại sao con bo liền hôm nay đó, con đâu có biết được đâu. Chị kêu con lúc mà kêu con tặng bông nhiêu đó trễ quá, con sợ sư la, con nắm nhiều con thảy lên thôi. Giờ con sư nói con đừng có nói chuyện ngoài quyển, đâu có chuyện gì đâu, chuyện ngoài quyển trong quyển giống nhau hết trơn rồi sư ơi. Bây giờ cái câu này chỉ có khác với chữ câu kia, có một chữ một, rồi câu 79 cũng khác, khác có hai chữ thâm khắc câu đầu thôi. Phân tích hai câu này đâu có gì đâu khó đâu, phân tích tới lui mấy chục lần rồi sư. Không chửi nữa, không lầm lầm nữa. Kêu nói trong huyện cũng mỏi nhọn, nói ngoài huyện tiếp à. Cái tặc không có chừa đâu sư ơi, đánh chết cũng vậy thôi à. Thôi vậy con phân tích câu 1, câu 2 của kinh Pháp Cú con 278 đi. Để sư sốt ruột lắm, cho sư nghỉ mệt chút đi sư. Sư đọc sám hối gần 40 phút luôn mà sư. Sabbe Sankhara Dukkha Ti Giá Đà Thành Nhà Yapasati. Không phải thường cận y duyên đâu, nó tìm miên rồi, nó tắt rồi như vậy thôi, chứ không phải thường cận y duyên. Nó tìm miên rồi, nó ngủ ngầm trong nó lâu đời lâu kiếp quá rồi.
Sáp, sáp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xăng là trường âm nhấn, kha ra là hai trường âm thông thường, đức là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Trong câu số 1 có 8 tám từ hay tám âm, tám chữ gì đó. Con sợ quá, có khi sư nói là từ, có khi sư nói là âm, có khi sư nói là chữ, rồi có người nói là âm, từ, chữ gì đó, con cũng không biết luôn, con nói một giật luôn. Có người nói đen thui, đen thủi, đen thùi, đen thủi thủi gì đó, cũng là đen thôi. Trong câu số 1 chỉ có hai loại trường âm thôi, trường âm thông thường có 4 là B, K, Ra, K. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là số con số hụt đó là không có đó. Trường âm nhấn là có 3 là sáp, xăng, đức. Đoạn âm chỉ có 1 là tí. Câu số 2, giá đà phanh nhà giáp hát sát tí. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, phanh là trường âm nhấn, nhà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Câu số 2 cũng giống như câu số 1 cũng có 8 từ, vậy chỉ có hai loại trường thôi. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có hai là đa, đa là đa và nha. Trường âm nhấn có hai là phanh và pass. Đoạn âm có 4, giá giá, xá tí. Dạ con xong rồi. Thôi con trả máy lại cho sư để sư dỗ con tiếp. Còn sa thủ sĩ kim. À sĩ tâm an tặng có hai căn hoa là chắc có vấn đề rồi. À là tặng ba căn hoa nhưng mà sĩ tâm an hai căn hoa. Phe ta cũng không thiên vị ha, cũng không thiên vị vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si mê. À, tức là thấy có sao nói vậy, Sister Man là tặng hai cành hoa có vấn đề. Bây giờ vấn đề đó để làm cho nó rõ. À, hồi nãy giờ thấy chị Kim Nhung tới lên tới xuống không biết âm thanh ổn không? Mời chị Kim Nhung câu 1, câu 2. Alo, sư Kim Nhung ơi, câu 1, câu 2, phân tích là giống như Sister Man với là sư Kim phải không? Xin mời. Alo. Alo, dạ, con nói có nghe được không ạ? Dạ. Tại vì con chuyển qua điện thoại, con chưa biết cách sử dụng nên là con hơi lúng túng một chút ạ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sắp bê sang kha ra đúc kha ti ya đà bành nhà ya ba sa ti. Sắp bê sang kha ra đúc kha ti ya đà bành nhà ya ba sa ti. Ở câu 1, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Ở câu 1 này mình có 8 âm, thì có 4 trường âm thông thường là B, kha, ra, kha. Và trường âm nhấn có 3 là sắp, sang, đúc. Đoạn âm có 1 đó là tí. Câu 2, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Trong câu 2 cũng có 8 âm, thì trường âm thông thường là đa, nha có 2, trường âm nhấn, panh, pass có 2, đoạn âm, giá, giá, xá, tí có 4. Cả câu 1 và câu 2 đều không có trường âm giọng nguyên âm. Dạ con xin phân tích như vậy, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, Sister Man là người đầu tiên tặng ba cành hoa ha. À, không có thắc mắc gì hết á. À, đây
Tạng hoa đầu tiên tức là chứng minh là Sĩ Kim Nhung đúng hoàn toàn. Còn Sĩ Kim là coi như ai làm gì kệ người ta, lên đọc xong cái lại đi ngủ rồi, nghĩa là không có theo dõi người khác mà coi như chỉ lo cho chính bản thân của mình, làm xong trách nhiệm rồi cái đi ngủ, sướng thiệt. Người ta họ hay nói cái câu nam nhi chi chí ha, tức là người đàn ông trượng phu quân tử. Nhưng mà đối với quý vị room này á, thì nhi nữ cũng anh hùng. Trong ba vị này vị nào cũng đúng hết trơn á. Ai nhất thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì đứng ba. Cho nên ba vị này tuyệt vời quá, đâu có chỗ nào sai. Rồi, câu 1, câu 2. Sắp bê sân kha ra đúc kha tí giá đà phan nha giáp bát sá ti. Rồi, như vậy là thông qua được chưa? Ai có ý kiến gì? Không có ý kiến gì ha. Bởi vì có ý kiến là có vấn đề. Bởi vì người ta đã đúng rồi mà còn ý kiến cái cò gì nữa. Bây giờ câu 3, câu 4. Athanip bình đa ti đúc khe e sa mắc vô vi số thi già. Athanip bình đa ti đúc khe e sa mắc vô vi số thi già. Athanip bình đa ti đúc khe e sa mắc vô vi số thi già. Câu 3, câu 4. Mời cô tu nữ. Cái này có hai cô, mời cô nào. Mở cô tự nhiên đi. Trời ơi, mời cái đưa lên ba số không, không đồng ý hả? Cô tu nữ tự nhiên nghe rõ không? Alo, nghe nó mời cái là thấy phản đối, đưa lên bốn cái hộp dịch. Alo, cô tu nữ tự nhiên thử âm thanh, xin mời câu số 3, câu số 4. Rồi, chụp micro nè. Cô tôi nữ tự nhiên. Dạ. Nam mô Bức Thái Giá. Âm thanh của con không biết nó có giật giật không, sao con nghe Ngài nói là giật giật. Nam mô Bức Thái Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính nghỉ lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính hành lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức và thành đàn kính lễ. Cảm ơn Nhật Quỳnh đã nghe xin thân tâm em và trò. Dạ, giờ các phân tích câu phẩm số 3, số 4 của anh. Anh có nghe không? Dạ, con xin phân tích đoạn số 3. A tha nip bình đa ti đúc khê. A tha là đoạn âm. Nít bình, nít âm nhấn, bình là trường âm nhấn. Đát là đoạn âm. Đúc khê, đúc là trường âm nhấn. Khê là trường âm thông thường. Đoạn số 3 đó, ba trường âm nhấn. Chữ bình, đúc. Một trường âm thông thường đó là chữ khê, còn lại á thá đá tí bốn đoạn âm. Đoạn số đoạn số 4. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, rô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, T
Thí là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Và đoạn số 4 này có chữ mắt và chữ xuất, hai trường âm nhấn. Chữ ê và chữ gia, hai trường âm thông thường. Còn lại chữ xá, quý, thí là đoạn âm. Và hai đoạn 3 và đoạn 4 này trường không có trường âm đọc thay giọng nguyên âm. Và con đã phân tích xong mà không biết âm thanh của con nó như thế nào. Và con kính nhân mất đến ngài ạ. Alo, cô tu nữ Tị Giang, âm thanh rất là tốt. Sư Thanh Thủy tặng 3 cành hoa, Sư Số Cá tặng 3 cành hoa, Sư Kim Nhung tặng 3 cành hoa, Sư Tờ Man có 1, Sư Nhật Quỳnh có 2. Cái này sao mà Sư Thanh Thủy tặng tới 3 cành hoa ta? Rồi, mời Sư Thanh Thủy. Tại sao mà tặng 3 cành hàng là 3 cành hoa, trong khi Sư Tờ Man tặng có 1 mà, Sư Meta tặng có 2. Rồi, mời Sư Thanh Thủy phân tích làm sao mà có như... Trời ơi, tặng hoa mà cũng kẹo quá vậy. Xin mời. Dạ, con kính tri ân thần Phật Tri Đức. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư Tôn Đức Thanh Ni. Xin chào quý đạo hữu. Từ quý đạo hữu tặng hoa kẹo á. Chứ xích đầm... chứ cô tự nhiên phân tích đúng mà. Thì con xin phân tích lại. Thanh đã Tri Đức. A là đoạn âm, thá là đoạn âm, nếp là trường âm nhấn, tiên là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường. Câu này có 3 loại có 2 loại trường âm, không trường âm nhấn và trường âm thông thường, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Có 4 đoạn âm là á, thá, đá, tí. Có 3 trường âm nhấn là nít, bin, đúc. Có 1 trường âm thông thường là khê. Câu số 4, e sa mắc go vi su thi ya. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, go là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, xuất là đoạn âm, thí là đoạn âm. Ủa, con nói sai rồi. Xuất là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Câu này có 3 trường âm thông thường là e, go, gia. 3 đoạn âm là xá, quý, thí. Và 2 trường âm nhấn là mắt và suốt. Và con đã phân tích xong. Con kính trên đạo tràng. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Alo, 123, 123. Chị Thanh Thủy, quá chờ. Chị Tầm An, cô Tôn Nữ Tệ Duyên, chị Xu Khá, chị Nhật Quỳnh tặng là chị Mê Ta nữa. 3 cành hoa thì thông nhất ha. Các là coi như chị Thanh Thủy, chị Kim Nhung nữa. Như vậy là chị Thanh Thủy là coi như hưởng được cái số hoa tuyệt đối, tức là đúng. Nhưng mà trong khi đó cô Tu Nữ Tự Duyên là có rắc rối chỗ nào đó, cho nên không được đồng nhất. Rồi bây giờ giữa cái đúng và cái sai phải có một người thứ ba để giải quyết, đó là Sư Hạnh Dung. Xin mời Sư Hạnh Dung phân tích câu số 3, câu số 4 để làm trọng tài cho hai người này ha. Rồi mời cô Tu, mời Sư Hạnh Dung câu 3, câu 4 ha. Đâu, bàn tay đâu, không thấy. Rồi, xin mời.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ tuệ duyên. Dạ, kính chào tất cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép phân tích lại câu số 3, câu số 4. Attha Nibbindati Dukkhe. Dạ, Attha Nibbindati Dukkhe. Dạ, á là đoạn âm, thá là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, bin là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đúc khe, đúc là trường âm nhấn, khe là trường âm thông thường. Và trong câu số 3 này có hai trường âm nhấn là nip, và ba trường âm nhấn nip, bin, đúc. Và trường âm thông thường là chữ khe, và còn lại là đoạn âm. Và câu số 4 là e sa mắc go visuddhiya. E sa mắc go visuddhiya. E là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, go là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, và gia là trường âm thông thường. Và trong câu này có hai trường âm nhấn là chữ mắt và chữ suốt. Trường âm thông thường là chữ e và chữ da và chữ go, và còn lại là đoạn âm. Và con không biết có đúng không, giờ có sai xin sư sửa vậy ạ. Con kính dâng mít lại cho sư ạ. Alo, sư Thành Dung cứ nhìn những cái cành hoa để biết rằng đúng hay là sai ha. Sư Tà Man đầu tiên là sư Thanh Thủy nè, cô tu nữ Tự Duyên, sư Nhật Quỳnh, sư Meta, sư Su Khá, rồi cái sư Kim Nhung. Như vậy là chứng tỏ là sư Thành Dung an toàn trên xa lộ ha. Qua sự phân tích của cô tu nữ Tự Duyên, để rồi sư Thanh Thủy, sư Thành Dung, quý vị thấy một cái sự khác biệt không? Sư Thanh Thủy, sư Thành Dung, chính xác. Còn cô tu nữ Tự Duyên, tại sao có hai cành hoa? Hai cành hoa là có chữ gô. Tại cái chữ gô này mà chỉ có hai cành hoa, trong khi người ta ba trường âm thông thường mà chỉ nói có hai, chữ e với chữ da. Không có thiên vị nghe. Thiếu chữ gô. Bởi vì chữ gô này nó là một trường âm thông thường, nhưng mà cô tu nữ Tự Duyên là coi như thiếu cà phê, cho nên thấy nhìn không kỹ, thôi quý vị thông cảm. Chuyện chùa cũng tùm lum hết trơn, thức dậy rồi cái chưa uống cà phê kêu lên phải gô thôi chứ, phải đi kiếm cà phê chứ, cho nên thiếu chữ gô. Rồi, như vậy thì quý vị thấy khi mà chúng ta lên phân tích, chúng ta phải tự tin là chính mình đọc ra từ nào mình biết nó là cái loại gì rồi. Đoạn âm, trường âm, mà trường âm này nó thuộc về trường âm gì. Như vậy thì quý vị có một cái sự tự tin là chính mình. Cho nên khi đọc thì chúng ta theo dõi đó, và coi như mình luôn luôn ghi nhớ và giúp mình, thì làm sao mà đọc sai được. Rồi, quan hệ, quan hệ. Như vậy là câu 3, câu 4 chúng ta thông qua ha. Athanip bình đã tí lúc kề sa mắc vô vi sút thi già. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Hồ Phật Ngôn 278. Sắp bề sẵn khà ra đúc khà thi giá đà bàn nhà giáp phát sá tí á thanh nếp bình đá tí đúc khề ê sá mắc gồ quý số thi giá. Sắp bề sẵn khà ra đúc
kha ti ya đà ban nhà ya pa sa ti a tha ni bình đa ti đúc kê e sa mắc cô quy số thi ya sa bê sân kha ra đúc kha ti ya đà ban nhà ya pa sa ti a tha ni bình đa ti đúc kê e sa mắc cô quy số thi ya tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Alo, ai là người xung phong đầu tiên cho khỏi buồn ngủ nè? Ô, ủa giật mình thức dậy đưa tay liền hả? Trời lạ thiệt. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. À, mời một người, hai người, có hai người nghe chắc đủ rồi đó. Ba người, dạ. Con đọc xong con đi ngủ tiếp sư. Nói không có đâu, con đi làm hung quật cái con sorry. Thế con đọc xong con làm con chuyện khác nữa. Bữa nay đọc kinh Pháp Cú, con xin đọc kinh câu Pháp Cú câu 278. Bốn người, cảm ơn mấy cô cho tín hiệu rõ ha. Dạ. À, câu Pháp Cú câu 278. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanit bindati dukkhe e sammakkhō visuddhiyā. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanit bindati dukkhe e sammakkhō visuddhiyā. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanit bindati dukkhe khe e sa mắc gồ ví số thi già. Con đọc ba lần luôn á sư, mỗi lần là một hơi luôn, không có ngừng nữa sư. Như vậy là con cũng ngủ giấc được nó cũng khỏe sư, không có phải thụt hơi đó. Sao không thấy sư cho con cái bông sunflower vậy chân vậy sư? Tất cả hành đau khổ với tệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con được thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời trời, không thấy ông cho bà cái sunflower, quê đi sunflower. Chắc có chuyện rồi, thế nào ông cũng dũa mình nữa. Thôi, mô Phật, mô Phật. Thôi con xin trả máy lại. Sao thương Vích Kim. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chư công đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Các sư không có trước máy rồi. Cảm ơn quý đạo hữu cho biết tín hiệu ha. Con xin đọc. Another post, so this is one. Dạ mất tiêu rồi. Dạ con xin đọc câu pháp cú 278. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanitti dukkhe e sammakkhō visuddhiyā. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanitti dukkhe e sammakkhō visuddhiyā. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññā yapassati akkhanitti dukkhe e sammakkhō visuddhiyā. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. À, kính chuyên đạo tràng sau đây chuyển nước cho Kim Nhung ha. Alo dạ con xin đọc ạ. Sabbe sankhara dukkha
kha ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni bin da ti duk khe e sa mak go wi su ti ya sap be sang kha ra duk kha ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni bin da ti duk khe e sa mak go wi su ti ya sap bê sang kha ra đúc kha ti gia đà bành nhà gia ba sa ti a tha ni bin đa ti đúc khê ê sa mắc gô quy su thi gia. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán. Chính con đường thanh tịnh, đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương, khổ nàn, thoát ly phiền não. Chán nhàm là thanh tịnh đạo, niết bàn tìm đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Alo. 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 Dẹp đi. Dạ, rõ ràng nghe rõ chưa ạ? Dạ, con cảm ơn các cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 278. Sáp bê san kha gia đúc kha tí gia đà bàn nhà gia bát sa tí a tha li bin đá tí đúc kề e sa mắc gồ quý sút tí gia. Sáp bê san kha gia đúc kha tí gia đà bàn nhà gia bát sa tí a tha li bin đá tí đúc khê e sa mắc gồ quý sút thi già sa bê san kha già đúc khà ti giá đà bàn nhà gia bát sa ti a tha li bình đá ti đúc khê e sa mắc gồ quý sút thi già. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính mời cái cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính lễ cô Tuệ Duyên và con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con xin trao đạo tràng. Dạ, con cảm ơn mọi người đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 278. Sappe Sankara Dukkha Ti Yada Banya Yabasati Atta Nippinda Ti Dukkhe Esa Mago Vitsuthiya. Sappe Sankara Dukkha Ti Yada Banya Yabasati Atta Nippinda Ti Dukkhe Esa Mago Vitsuthiya. Sappe Sankara Dukkha Ti Yada Banya Yabasati Atta Nippinda Ti Dukkhe Esa Mago Vitsuthiya. Tất cả hành đau khổ với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vô
vốn dĩ đau thương, khổ nàng, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu, của Hòa Thượng Thích Giới Đức Dịch ạ. Dạ con xin xuống mic, con có sai xin sửa sửa. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Nam mô Phật Thầy ạ. Sa thú lành thay. Dạ xin duyên có nghe không? Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Nhật Giang đã cho biết nghe rồi. Dạ con thị. Dạ một lần nữa con thành kính ảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính tri ân Ngài. Dạ bây giờ thì em xin đọc câu pháp cú số 278. Bê sang kha ra đúc kha tí gia đà bà nhà gia bà sa tí a thân nít bình đá tí đúc kê ê sa mắc vô vi sức thi gia sắp bê sang kha ra đúc kha tí gia đà bà nhà gia bà sa tí a thân nít bình đá tí đúc kê ê sa mắc vô vi sức thi gia bề sằng kha ra đúc kha tí gia đà bành nhà gia bá sa tí a tham ni bình đa tí túc khề ê sam mắc go vi sút thi già. Tất cả hành đau khổ với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắp bề sằng dạ, để thi sắp bề sằng kha ra đúc kha tí gia đà bà nhà sa tí a tham ni bình đã tí đúc khề ê sam mắt go vi sút thi già. Khi tuệ quán chiếu rõ từ tuệ quán chiếu các hành vốn dĩ đau khổ thoát ly phiền chán là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Câu này của Hòa Thượng Giới Đức. Và dạ, tự nhiên đã đọc xong. Và bây giờ kính mời chị Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sàng Khả Giá. Dạ, con cảm ơn cô Quỳnh, cô Đồng Men, cô Duyên và cô Tu Nữ Tự Duyên cho biết đã nghe rõ. Dạ, con cũng xin đọc câu pháp cú 278. Sắp bê sang kha ra đúc kha tí gia đà bành nhà gia bát sa tí á tha nếp bình đá tí đúc kề ê sa mắc go vi sút thi già sắp bề sang kha ra đúc kha tí gia đà bành nhà gia bát sa tí a tha nếp bình đa tí đúc khề ê sa mắc go vi sút thi già sắp bề sang kha ra tí gia đà bành nhà gia bát sa tí a tha nếp bình đa tí đúc khề ê sa mắc go vi sút thi già tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắp bê sang kha ra đúc kha tí gia đà bành nhà gia bát sa tí a tha nếp bình đa tí đúc khề ê sa mắc gô vi sút thí già. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương, khổ nạn, thoát ly phiền não, chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin cảm ơn lời đạo tràng, xin mời quý vị khác. Mai con không thấy ai đưa tay, con mời quý vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chi Đức cùng chư đông tức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc câu vô số 278. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññāya passati attha nibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññāya passati attha nibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññāya passati attha nibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ con đã đọc xong rồi, con kính mời người kế tiếp. Và Nam Mô Bụt Thaya, giờ con xin xuống mất ạ. Alo, 123, 123. Xích Duyên nè, rồi Xích Hạnh Dung nè. Cái chữ lần thứ ba, Sư Cảnh Dung đọc Atha thay vì Athanip Bình, còn Sư Duyên đọc là cũng không đọc là Athanip Bình. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà Sư Hạnh Dung và Sư Duyên bị vấp, bị vấp chỗ này ha. Quý vị phân tích rất là chính xác, nhưng mà khi đọc thì nhìn kỹ vô một chút ha, nhìn kỹ vô một chút, bởi vì ở chỗ này nó là đoạn âm, bốn đoạn âm đi liền nhau thì chúng ta phải đọc cho nó nhanh một chút, chứ không có chỗ này không có đọc chậm được. Sabbe sankhara dukkha tiyada paññāya passati attha nibbin ya passati attha nibbin Pas-satya-tha-nip-bin. Quý vị đọc nhanh chỗ này một chút ha. Câu Phật ngôn 278. Khi từ từ sẽ tốt ha. Đúng rồi. Câu Phật ngôn 278. Khi người ta nói rằng kinh pháp cú thì chúng ta phải đọc Sabbe sankhara dukkha tiyada paññāya passati attha nibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Đọc như vậy gọi là đọc kinh pháp cú. Còn mà nếu người ta nói kệ pháp cú thì chúng ta phải đọc cái kiểu khác, bởi vì kinh là sutta, kệ tức là gatha, thì đi với một hội chúng nào thì chúng ta phải tùy thuận cái hội chúng đó, chứ không phải nói tôi chỉ biết kinh thôi, còn kệ tôi không biết. Nó kệ không biết thôi, đi chơi chỗ khác đi. Còn ở đó người ta sử dụng kệ thì mình cũng phải kệ với người ta ha. Chủ hoài nên đọc ok hả? Đúng rồi, không phải là ở trên trời rớt xuống là mình biết hết. Nghĩa là phải học. Bởi vì đây không phải là ngôn ngữ Việt Nam, mà cái tiếng nói của chư Phật. Mình học được là mình gieo duyên với chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế là tốt chứ cái gì đâu. Đây là một câu kệ ngôn rất là dễ đọc. Tại sao vận dụng một từ rất là dễ đọc? 277 277 câu đầu là 9 từ, nhưng mà cái 278 này chỉ có 8 từ. Từ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đều 8 từ. 8 từ thì chúng ta chia làm 2,
mà một lần đọc hai câu, câu lên câu xuống thì thành ra âm điệu của một bài kệ. Ví dụ dưới trên liền á, sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati athanippinda ti dukkhe nghe samakko visuddhiya. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati athanippinda đa ti đục khe nghe samaku vi sun thi ya sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati athanippinda ti đục khe nghe samaku vi sun thi ya. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thay vậy, đau khổ được nhằm chán, chính con đường thanh tịnh. À, quý vị cứ nhớ bốn từ ha. Bốn như vậy thì nó có được một cái âm điệu, một câu lên, một câu xuống ha. Rồi, xin phép đưa tay chứ, trời ơi, xin xuất khá, xin phép là đưa tay. Ủa, xin Nhật Quỳnh ha, xin mời. Nam mô Bụt Tha, dạ sư Khá xin phép đưa tay hả, xin phép chạy về sư Khá. Cảm ơn Thanh Thủy, chú Khá ơi, xin phép đưa tay hả, xin phép chạy. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Bụt Tha, cảm ơn Thanh Thủy. Ta sư Khá đâu rồi? Vậy là xin phép chạy rồi bạch ngài, không phải xin phép đưa tay. À, mình chào Minh Tấn về vào đạo tràng. Dạ con đưa tay đầu, không phải con xung phong để kệ mà con xung phong để con trả bài. Dạ lúc nãy con chưa được trả bài, dạ con xin được trả bài trước rồi con xin kệ sau. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài câu pháp của kinh số 278. Sabbe sankhara dukkha kha ti ya da ban nha ya bap sa ti a tha nip bin da ti duk khe e sa mak go ki sut thi ya sa be sang kha ra duk kha ti ya da ban nha ya bap sa ti a tha nip bin da ti duk khe e sa mak go ki sut thi ya sa be sang kha ra duk kha ti ya da ban nha ya bap sa ti a tha nip bin da ti duk khe e sa mak go vi suốt thi gia. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhằm chán, chính con đường thanh tịnh. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati athanippindati dukkhe sammakkhō vì suốt thi gia. Sạp bể sang kha ra đục kha ti giả đa banh nha và bạc xa ti hạt thả nịp binh đà ti đục khê e sa mắc gơ vì suốt thi gia. Khi tệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn thoát ly phiền não chán nhàm, đà thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai, ngài chỉ dạy cho con sửa. Và cảm ơn đạo tràng. Và kính mời mời cô Tuệ Duyên, mời Thanh Thị qua xa thú. Và mời Thanh Thị tiên phong kể ngạc. Sa thú, kính cảm ơn sinh Nhật Bình. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin kể câu pháp cú 278. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati attha nibbinda ti dukkhe e sammakkho visuddhi ya. Sabbe sankhara dukkha ti yada paññā yapassati attha nibbinda
được nhàm chán, tính con đường thanh tịnh ở chân người của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàng, thoát ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Thân kính trên đạo tràng sau đây chuyển mất cho Quỳnh Nhung ha. Dạ, alo, alo. Đạo tràng có nghe em nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin đọc kệ. Dạ, làm ơn bớt bài dùm ạ. Sạp bê sang kha ra đúc kha ti Gia đa banh nha gia ba sa ti At tha ni pin đa ti đúc khê Ê sa ma cô vui su thi gia Sạp bê sang kha ra đúc kha ti Gia đa banh nha gia ba sa ti At tha ni pin đa ti đúc khê Ê sa ma cô vui su thi gia Với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic nhường cho vị khác ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tát Sa Tam Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ. Con kính lễ sư trí đức. Dạ. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào cô Tuệ Duyên. Dạ. Con cảm ơn cô cho con biết âm thanh rõ. Cảm ơn sư Quỳnh. Cảm ơn Hạnh Dung. Cảm ơn sư Meta. Dạ. Cảm ơn Sister Kim Nhung. Dạ, Niệm Từ xin trả bài câu pháp cú số 278. Dạ, cảm ơn Sister Nhật Quỳnh đưa bài lên. Dạ. Sape Sankara Dukkha Tiyada Banya Yapas Sati Athani Bindati Dukkhe E Samakro Visuttiya Sabbe Sankhara Dukkha Tiyada Panyaya Passati Athanippindati Dukkhe Samaggo Visuttiya Sabbe Sankhara Dukkha Tiyada Panyaya Passati Athanippindati Dukkhe Athanippindati Dukkhe Samaggo Visuttiya. Dạ, chào cô Duyên. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabbe sankhara dukkha tiyada banya yapassati athanippindati dukkhe e samaggo visuttiya. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn, thoát ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ mình tự xin kệ. Dạ. Sabbe sankhara dukkha ti yada banya yabassati atha nibbindati dukkhe e samaggo visuttiya. Sabbe sankhara dukkha ti yada banya
Ya da banya ya bansati Athani pindati dukhe Esa mango visuthiya. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, xin Ngài sửa lại dùm con à. Dạ, Niệm Từ xin trao mít lời cho Đạo Tràng. Đạo Tràng lên kể tiếp bài á. Dạ. Sư ơi, thư con kỳ này con kể được rồi đấy sư. Sư cho con tín hiệu đi sư, con kể chứ sư nghe đó. Trời ơi, sư cho tín hiệu đi, kỳ này con kể cho sư nghe nè. Con kể ngầu lắm đó sư. Trời ơi, chứ con thấy sư đọc kỳ này là con kể để cho sư nghe đó. Ờ, nghe rõ. Mà không thấy sư cho tín hiệu đi, con mới kể cho sư nghe. Cái này đặc biệt lắm. Con vừa mới học từ cô Nhật Quỳnh đó. Con thấy cô Nhật Quỳnh kể nghe hay lắm đó sư. Con bắt chước theo đó. Trời ơi, nghe rõ, nghe rõ. Ổng nó mất tiêu rồi. Ai, quý vị nghe tôi kể nghe. Tôi nhờ cô Nhật Quỳnh đọc hồi nãy. Tôi ngồi tôi đọc từ 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 giờ tôi cũng được nè, nghe đọc nha. Đừng có ném đá nha. Ném đá là biến mất luôn đó. Không có lên đọc kệ đâu. Giờ đọc kệ nè. Cô thiệt á, tôi thiệt á. Tôi thấy cô đọc bốn chữ lên xuống lên xuống, họ không bỏ dấu á. Thì tôi thấy kiểu đọc á. Còn sư đọc đọc kệ á, sư dài lên xuống khó quá. Cô đọc thấy dễ đó. Để tôi đọc cô nghe nha. À, ok, đọc đọc kệ Pháp Cú câu 278. Trời ơi, sư là lúc nào cũng muốn nghe tôi kể hết. Mà đã nói test chắc cho ổng rồi đó. Không thấy ổng nói ok. Không thấy ổng giơ tay gì trơn đó. Không thấy nói rõ gì trơn. Trời ơi, thiệt phiền đó. Để ráng đọc nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Kỳ này bữa nay về ăn cơm ngon đó. Câu Kim đọc kệ nha. Ổng đâu có nghe lại đâu. Ổng đâu có quở nghe lại đâu. Ổng đi công chuyện rồi. Nhưng có thể có sư Hirin ấy, ổng nghe từ từ sau đó. Không sao đâu, thôi đọc đi. Đọc còn có mười mấy phút, ổng đâu, ổng chờ. Câu 279 là sắp bê thăm Anastati, ổng giảng luôn một bài tích sự luôn. Đọc kệ nè. Lấy bình tĩnh. Sabbe sankhara dukkhati yada vanya yapassati akkhanibbin dati dukkhe esamaggo visuthiya. Được không? Được không? Đọc lại lần nữa nha. Sao nghe ồn ào quá. Sabbe sankhara dukkhati yada vanya yapassati Athanit bin dati dukkhe esamaggo visuthiya. Trời ơi, không, cảm ơn quý vị nha. Cho khuyến khích là không thấy cái sanh lao của sư pháp online đâu hết. Thất vọng quá. Không sao, đọc gì cũng được đi. Thôi cảm ơn quý vị nha, trả máy lên mời quý vị khác lên nha. Sa thú, xích kim, quá hay rồi, quá giỏi. Và bây giờ là con xin thành kính tri ân Ngài. Và bây giờ con cũng xin kệ bài kinh Pháp Cú số 278. Biết đúng không? Nhật Quỳnh, bắt bài dùm Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh. À, bây giờ tự nhiên cũng xin kể, mỗi người có một giọng khác nhau. Giờ tự nhiên xin kể ạ. Sabbe sankhara dukkha ti yada banya yabhasati Athanibbin dati dukkha
khe e sa mắc rô vi su thi ya sa mi sang kha ra duk kha ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni bin da ti duk khe Es Gisutthiya. Tất cả hành khổ đau với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và Hòa Thượng nghe Chí Đức. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàn, thoát ly phiền não chán nhàm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Và phổ thơ này có hòa thượng với đất. Và tự nhiên đã kể xong. Và bây giờ con dâng mít lại đọc. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? À, câu Phật ngôn 278. Cái nội dung của câu Phật ngôn này về duyên sự cũng giống như câu Phật ngôn 277. Có nghĩa là có 500 vị tỳ khưu khi học với đề mục nơi Đức Phật. Rồi 500 vị này mới vào trong rừng á, để lo tu tập. Nhưng mà tu tập một thời gian cũng không có kết quả gì hết. À, quý vị này mới chán nản. À, chắc có lẽ rằng cái đề mục này không thích hợp về trình bày với Đức Phật. À, nghĩa là trong thời gian tu tập cũng tinh tấn, cũng cố gắng, cũng nhiệt tình, nhưng mà không có kết quả. Xin Ngài chỉ dạy lại, có lẽ chúng con đã sai như thế nào đó mà không có cái quả tốt đẹp. Đức Phật Ngài mới quán coi cái nhân duyên của những vị này, nó thích nghi với cái đề tài nào, và cái ba la mật của những vị này đã tạo do cái gì. Và Ngài thấy rằng các vị này quán về sự khổ thì thích nghi hơn. Tức là trong cái khổ thì quý vị cũng biết rằng khổ về thân, rồi khổ về tâm. Thì khi mà Đức Phật Ngài thuyết lên câu Phật ngôn 278 này, tức là các hành đều đau khổ, tức là các pháp hữu vi có sanh, có diệt. Trong cái sự sanh diệt đó, sự khổ đau nó sanh khởi, thì phải nhìn cái sự khổ đau đó, phải quán về cái sự đau khổ đó, thì đau khổ mới được nhàm chán. Nhàm chán đau khổ thì sẽ thành tựu được con đường thanh tịnh, tức là con đường thanh đạo tám ngành. Thì khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 278 này, thích hợp với căn cơ của những vị tỳ khưu này, trong quá khứ cũng đã quán về sự khổ. Chính vì vậy cho nên 500 vị tỳ khưu này chứng đắc thánh quả A-la-hán. Chúng ta thấy rằng vô thường là một thường tướng của thế gian, đau khổ cũng là một thường tướng của thế gian. Thì cái đau khổ mà đang hoành hành bây giờ ha, cả thế giới đó là bệnh dịch. Mà cái nạn dịch này á, từ lâu không xuất phát mà bây giờ xuất phát, thì đó là một sự vô thường. Mà sự vô thường này nó đương trong thời kỳ bộc phát. Một số chúng sanh bị cộng nghiệp, một số chúng sanh do biệt nghiệp mà phải chịu đau khổ. Người thì khổ về thân, người thì khổ về tâm. Người khổ vì thân là khi bị nhiễm
con virus COVID-19 này. Họ bị nhiễm, bị cách ly, bị hành hạ, bị đau khổ trên thân xác lẫn tâm hồn. Thì họ đau khổ cả hai, cả thân và tâm. Còn bây giờ chúng ta chưa bị nhiễm thế này thì chúng ta có khổ hay không? Xin thưa quý vị, vẫn khổ như thường. Khổ vì sự lo sợ, cái nội tâm của chúng ta bất an, không biết nó ập tới hồi nào. Không biết những người chúng ta tiếp xúc, họ là những người lành lặn, họ là những người mà không bị nhiễm, hay là họ là những cái mầm họa đem đến cho mình. Trong cái hiện cảnh bây giờ, luôn luôn chúng ta đề cao cảnh giác, càng ít tiếp xúc thì chúng ta kéo dài mạng sống hơn. Còn tiếp xúc bừa bãi, bê bối, tùm lum thì chắc chắn rằng cái chết nó sẽ đến gần với chúng ta. Như vậy thì không nói đâu xa, chính trong đạo tràng này, ai là người vô rung được thoải mái thì cảm thấy rằng mình có sự an lạc. Nhưng mà vô rung té lên rớt xuống, rồi bị rớt mạng mất mạng, rồi lên nết mất nết, thì quý vị thấy rằng đi vô trong rung này cũng là một sự đau khổ. Nhất là hôm nay sư Kim Nhung nè, rồi sư Nhật Quỳnh nè, sư Hồng Nhật nè, rồi một số các vị khác, Phan Block bỏ chạy mất tiêu rồi, vô cũng té lên rớt xuống, sư Trang Thư này cũng rớt lên té xuống. Rồi như vậy là quý vị cũng thấy khổ đau hả? Khi đến với cái vùng này mà cũng khó khăn. Rồi những cái vị nào mà đọc được cả kinh cả kệ thì cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà mình đọc sai mình cũng thấy khổ đau chứ, rồi mình cũng đọc không được cũng thấy đau khổ chứ. Nhưng mà bây giờ khổ đau hay là sự an lạc, nó vẫn là cái pháp đến và pháp đi. Mà cái hôm nay thì quý vị thấy đặc biệt cái room của mình, đặc biệt cái là coi như câu Phật ngôn 278 này có một cái giọng kệ không biết từ đâu, học ở đâu mà xin lỗi, kệ lên ai nghe cũng rụng rời hết. Khi nghe quan hỷ vậy có đau khổ không? Không. Mà khi mà coi như là đọc được mà không chịu đưa tay lên đọc mới đau khổ chứ. Rồi bây giờ mình đọc được á thì như vậy á hành đều đau khổ. Đúng rồi, Đức Phật dạy mà sai chỗ được. Đức Phật dạy là đúng. Bởi vì những cái gì trước mắt của chúng ta thực tế thì chúng ta hãy nhìn vào đó, để rồi nó nhan nhản trước mắt của chúng ta sự thật chân lý, chứ không phải là nó ở đâu xa. Tại mình phủ nhận nó, mình ước vọng, mình mơ tưởng những cái cao xa, để rồi mình quên cái thực tế trước mắt mình. Những vị nào đến với đạo tràng lúc đầu cũng đau khổ chứ, đọc không được, không biết phân tích, sai lên sai xuống, quý vị cũng đau khổ vậy chứ. Nhưng mà đau khổ được nhàm chán, có nghĩa là quý vị đã thuần thục rồi. Thì bây giờ vượt qua khổ đau, đó là chuyện nhỏ. Lâu quý vị đâu có nghe cái giọng kệ đặc biệt, nhưng mà hôm nay nghe được cái giọng kệ đặc biệt như vậy thì quý vị thấy đó là một cái vấn đề sự thay đổi của vô thường. Thời gian trước con đâu có nghe, nhưng mà bữa nay nghe thì đó là vô thường. Nhưng mà cái vô thường đó, nếu mà chúng ta ý lại trong đó thì chắc chắn là sự đau khổ sẽ đến. Bởi vì đầu tiên là vị ngọt, hai sự nguy hại, ba sự xuất ly. Luôn luôn ba pháp này đã sinh khởi để chúng ta thấy được cái hay, cái đẹp, cái tốt, và chúng ta đắm vào đó, say đắm vào đó, để rồi sao sự nguy hại sẽ đến với chúng ta. Bởi vì khi say đắm vào đó, chúng ta sẽ chấp thủ. Và khi chấp thủ thì đưa các bản ngã lên,
Và khi đưa bản ngã lên thì quý vị thấy sao? Phải tìm đường xuất ly. Chứ nếu mà chúng ta còn đưa cái ngã lên thì chắc chắn rằng chúng ta không thể xuất ly được, mà không thể nhàm chán được. Như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học. Các pháp có sự đau khổ chi phối, cho nên trong ba cái pháp ấn, tức là vô thường, khổ não và vô ngã, nó chi phối thế gian. Và chúng ta phải thấy nó, nhìn vào nó, để rồi chúng ta mới nhàm chán được nó. Buổi sinh hoạt của đạo tràng hôm nay quý vị tuyệt vời, cả dòng tin mà luôn cả dòng kệ, vị nào đọc cũng hay, không biết nói thế nào nữa. Thôi tán thán, không phục tâm phục. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và thâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sanchewache nan so thi wo ho tu sabbada. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Chư Không Nhật không biết còn ở trong room hay không. Xin mời chư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.